Đây, hello anh em. Thì bữa giờ mấy anh em gửi ạc á, thì khi mà gửi ạc á thì mấy anh em sẽ coi lại mấy clip mà tôi review ạc á là của mấy anh em thì coi ở đâu. Thì đây, khi mà mấy anh em ấn vô kênh của tôi, đây kênh của tôi, thì mấy anh em lăn chuột xuống, kéo chuột xuống thì trong đây nó sẽ có cái phần danh sách phát. Đó sẽ có phần danh sách phát thì clip video nó ở đây. Thì trong cái phần danh sách video mấy anh em kéo xuống cuối thì nó sẽ có cái phần clip lưu trữ. Thì khi mà có anh em kéo phần clip lưu trữ, mấy anh em ấn vô là nó hiện ra hết. Đây, ở trên đây là có đầy đủ hết. Đó, trên đây là luôn nói clip nào cứ đăng lên là clip lưu trữ, là clip nào mới là nó sẽ hiện lên hết. Đó, mấy anh em chỉ cần bấm, tôi luôn để tên nhân vật này. Đó, ví dụ như là clip gần đây nhất là Linh Sinh Bay nè, Gonopsy nè, rồi Thích Ca nè, rồi New Power nè, BG Bỉ Đa, Genkin hay là Campuchia hay là Trang Sinh gì là có hết. Đó, mấy anh em chỉ cần lên trên đây, mấy anh em coi. Đó là cái danh sách phát của mấy anh em khi mà clip lưu trữ. Thì tôi mong nha, tôi mong riêng bản thân tôi mong thì clip lưu trữ này nó sẽ lên tới 500 clip lưu trữ. Đó là tôi mong thôi nha, còn mà được hay không thì không biết. Tôi nghĩ chắc khoảng cỡ từ đây cho tới lúc mà tôi nghĩ thì khoảng cỡ tầm chắc tầm được 30 hay 50 là hết xíu quách thôi, thì cũng không có nhiều. Đấy, rồi ok. Hai mấy anh em cần đỡ mất công, mỗi lần mà mấy anh em đi tìm clip lưu trữ thì nó sẽ khó. Cứ tôi hồi xưa bữa thì tôi đăng lên thì tôi quên mất rồi, tôi quên lỡ mấy anh em hỏi câu tôi là clip lưu trữ kiếm ở đâu. Thì tôi lập luôn cái này thì mấy anh em chỉ cần đó, chỉ cần thao tác thôi. Khi mà vô cái trang chủ thì mấy anh em lăn từ trên, mấy em lăn xuống. Đó thì nó có phần clip lưu trữ này, rồi mấy anh em ấn vô và mấy anh em tìm tên của mình thôi. Đấy.